chào anh em để tiếp tục chuỗi video chia sẻ về kiến thức xây dựng. Ngày hôm nay mình chia sẻ cho anh em cách lắp đặt đèn panel dạng đông kích thước 600 x 1200mm, phụ kiện đi kèm sản phẩm. Nội dung gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là giới thiệu về thông số kỹ thuật của sản phẩm. Phần thứ hai là hướng dẫn lắp đặt âm trần. Phần thứ ba là hướng dẫn lắp đặt thả trần. Chúng ta đi vào nội dung của phần thứ nhất là thông số kỹ thuật của sản phẩm. Đây trên hình ảnh bạn đang xem đây là bao bì của sản phẩm này. Nét panel dạng đông kích thước 600 x 1200. Đây là sản phẩm này, đây mặt đằng sau. Kích thước của đèn nét này là dài 1200, rộng 600 và chiều cao là 10mm, công suất là 80W, quang thông là 8000, nhiệt độ màu là 6500K, tương đương với ánh sáng trắng. Phần 2 là mã là hướng dẫn lắp đặt âm trần. Trong cái mục hướng dẫn lắp đặt này thì chúng ta có thể áp dụng cho cả đèn nét panel kích thước là 60 x 1200mm. Bước thứ nhất là chúng ta quét lỗ đèn, đi dây cấp nguồn điện cho đèn. Trước khi lắp thì chúng ta phải tắt công tắc. Bước thứ hai là chúng ta tháo vít vị trí mặt sau của đèn, chính là cái vị trí nắp tai đèn. Thông thường ở mặt sau của nét panel chúng ta có 6 cái vị trí mà nhà sản xuất đã bố trí hai con ốc nó liền nhau. Cái vị trí này là chúng ta dùng để lắp tai đèn. Bước thứ ba là chúng ta lắp tai đèn. Sau khi lắp xong toàn bộ 6 cái tai đèn thì chúng ta bắt đầu đưa lên lỗ quét thạch cao để chúng ta lắp. Để mà có thể đẩy được cái đèn panel này khít lên lỗ đèn, đầu tiên là chúng ta bẻ 3 cái tai đèn ở một cạnh. Xong chúng ta đẩy lên cạnh lỗ thạch cao quét. Đây là hình ảnh của tai treo đèn này. Tôi hình ảnh rất là rõ. Đây, tai treo đèn này, hai con vít liền nhau mà nhà sản xuất bố trí này. Bước thứ 5, sau khi chúng ta đẩy được một cạnh dài rồi thì chúng ta lại bẻ tiếp 3 cái tai đèn cho xòe ra và chúng ta đẩy lên cạnh của lỗ quét thạch cao còn lại. Chúng ta căn chỉnh sao cho nó không bị hở lỗ thạch cao quét. Bước thứ 6 là chúng ta bật công tắc để chúng ta kiểm tra xem đèn đã sáng chưa. Đây là cái video mà tôi cho các bạn xem này. Đây là cái sản phẩm hoàn chỉnh này. Trong nét panel nhìn trông rất đẹp.
và ánh sáng nó rất là đều, trông như trần xuyên sáng, phù hợp với các công trình văn phòng. Phần 3 La Mã là hướng dẫn lắp đặt thả trần. Bước 1 thì chúng ta cũng tắt cái công tắc và tháo cái vít vị trí treo đèn. Bước thứ 2 chúng ta lắp tai treo đèn. Đây cái tai treo đèn này có lỗ hình tròn. Bước thứ 3 là chúng ta khoan trần vào cái vị trí mà chúng ta treo đèn. Bước 4 là chúng ta đóng lở lên cái vị trí lỗ vừa khoan. Bước thứ 5 là chúng ta bắt vít dây móc treo đèn. Một cái đèn panel này thì chúng ta có thể treo 2 dây hoặc 3 dây. Như đèn 600 1200 thì chúng ta phải treo 3 dây. Hình ảnh này là đang đèn 600 x 600. Bước thứ 6 là chúng ta móc dây treo và tai treo đèn trên đèn. Đây, ở đây nó có nguồn lẫy này, chúng ta móc cái dây treo vào cái lỗ của tai treo. Đấy, hình tôi phóng to này. Bước thứ 7 là chúng ta bật công tắc để kiểm tra xem việc lắp đặt đã hoàn thành chưa. Trên đây là mình đã trình bày xong cho anh em cách lắp đặt đèn panel kích thước 600 x 1200mm theo hai cách, một là âm trần, hai là thả trần. Nếu anh em thấy video mình chia sẻ là hữu ích, hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ. Xin cảm ơn.